Chiều ngày 15 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. Trước đó, sáng cùng ngày, sau cuộc hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chứng kiến lễ khởi công Đại sứ quán Hoa Kỳ mới tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ sau đó cũng đã tiến hành hội đàm. Trong 10 năm sau khi hai nước thiết lập đối tác toàn diện, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trong nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Ngày 15 tháng 4, trên các diễn đàn và mạng xã hội, xôn xao trước thông tin, một giám thị trường phổ thông dân lập Herman Miner, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu học sinh cởi quần áo để kiểm tra. Cụ thể, qua lời kể của học sinh, một giám thị vào lớp đề nghị giáo viên bộ môn đang đứng lớp cho một số học sinh nam qua phòng giám thị để kiểm tra cặp đột xuất. Sau khi nhóm học sinh này qua phòng giám thị, thì thầy giám thị này tiếp tục yêu cầu học sinh cởi quần áo trên người ra để kiểm tra. Trao đổi với báo chí, bà Võ Thị Lan Hương, phó hiệu trưởng phụ trách trường phổ thông dân lập Herman Miner, xác nhận sự việc nói trên xảy ra tại trường vào chiều ngày 12 tháng 4. Trong đó, giám thị có hành vi nói trên là một thầy giáo vừa tốt nghiệp, được trường ký hợp đồng làm công tác giám thị. Tại thời điểm nói trên, thầy giám thị nhận được tin báo cho rằng có một số học sinh nam lớp 10 và 11 có mang theo thuốc lá điện tử đến lớp. Vì vậy, thầy giáo này đã đề nghị kiểm tra. Theo bà Võ Thị Lan Hương, giám thị này đã có đơn xin nghỉ việc vì nhận thức hành vi của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhà trường chưa giải quyết đề nghị thôi việc của giáo viên do đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký kết luận về việc thanh tra trách nhiệm việc quản lý xử lý các vi phạm về đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, trong đó đề nghị chuyển 10 hồ sơ liên quan sai phạm sang cơ quan điều tra. Kết luận thanh tra chỉ rõ, Ủy ban Nhân dân, đội trật tự xây dựng thành phố Phú Quốc để tồn động, chưa tổ chức thi hành dứt điểm 155 trên 216 quyết định xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị. Ủy ban Nhân dân các xã, phường quản lý địa bàn buông lỏng quản lý để hình thành 202 khu phân lô có xây dựng đường bê tông, diện tích gần 30 hectare. Qua kiểm tra thực tế 67 trên 202 khu, phát hiện có 333 căn nhà xây dựng kiên cố, đang tồn tại và xây dựng nhà ở tự phát. Ủy ban Nhân dân các phường An Thới, Dương Đông và xã Gành Dầu không kịp thời phát hiện, xử lý đối với 39 trên 49 trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm về xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích. Về quản đất rừng, kết luận thanh tra nêu, Vườn Quốc gia Phú Quốc không chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra đo đạc, xác định diện tích thực tế đang quản lý để kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, không thực hiện các thủ tục điều chỉnh, đăng ký bổ sung quyền sử dụng đất thuộc Vườn Quốc gia quản lý. Đối với diện tích đất rừng hiện nay được đưa ra khỏi ranh rừng đặc dụng, trong quá trình quản lý từ năm 2001 đến năm 2021, Vườn Quốc gia để xảy ra hiện trạng hơn 1.092 hectare có người dân đang sử dụng, nhưng không xác định được quá trình sử dụng, diện tích, thời điểm sử dụng đất của từng hộ dân. Chưa kiên quyết trong việc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền, để tồn động 55 quyết định xử phạt hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Sáng ngày 15 tháng 4, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh vì gây ra tai nạn liên hoàn 17 xe máy tại ngã tư Võ Chí Công, Xuân La, quận Tây Hồ vào chiều ngày 5 tháng 4. Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tại cơ quan công an, ông Vĩnh khai vụ việc diễn ra trong khoảng 40 giây, ông lúng cuống giữa chân ga và chân phanh. Nếu lúc đó có vật cản hoặc một thứ gì đó kích thước lớn thì ông nhất định sẽ đâm xe vào đó, nhưng đáng tiếc phía trước chỉ là người và xe máy. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ anh Tê, sinh năm 1979, thường trú quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nghi rơi lầu chung cư tử vong. Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, phát hiện một người đàn ông đã tử vong ở chân cầu thang của block A, phần chân và tay có dấu hiệu bị gãy. Trích xuất camera của chung cư, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân đi bộ lên tầng trên, sau đó thì xảy ra vụ việc.
Ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Tân, 22 tuổi và Phạm Văn Hiếu, 19 tuổi, cùng ngụ xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận thấy chiếc xe máy trên dựng bên hiên nhà dân, không người trông coi nên lấy trộm, bán được 2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Mở rộng điều tra, Tân và Hiếu khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các huyện Mang Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Công an huyện Mang Thít đã thu hồi đến thời điểm hiện tại được 9 xe máy của người dân bị Tân và Hiếu trộm.